30 bán ra 30 triệu 30 là 7 triệu. Anh ra hết mà. Nó không thay đổi so với 30. Là đầu tiên là 30 bắt đầu. Địt máy chơi rồi, không phải chim chơi. Ở giờ thứ 2 thì giờ con 11 đang gọi là mùa đấu đúng không? Bảy thơ đấy có gì còn nhiều đấy ở Việt Nam là 3 năm du lịch để có hỏi mày nhiều xin bác ơi thì tao thấy sập đầu chú kết lời ạ. Đảng bố trẻ 3 năm nữa đâu bảy thơ các bạn. Đổ đá rồi.
74 vẫn tiếp tục chuẩn bị, còn nhiều hết 2 phút rồi, còn 1 phút rồi. 34 tiếp tục chuẩn bị. 88 đến cuối đầu. 88 ạ. Còn thi đấu chỉ còn 30 giây thôi ạ. Tư rũ luôn, 29 rũ mình, 28 tiếp tục đâu. Móc đít thì cũng phè gì không? Bóng kiểu chỉ còn 30 giây thôi ạ. Con 11 đang gọi là mùa đấu đúng không? Cái